Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại sang một tuần làm việc mới. Và trong buổi tối đầu tuần hôm nay, trên kênh Chuyện Định Soạn, xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện của tác giả Nhật Hạ. Câu chuyện có tựa đề là Quan Tài Lạnh. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Phú bằng hoàng tỉnh giấc sau cuộc rượu đêm tân hôn Hay đúng ra là vừa tỉnh giấc sau khi trải qua ác mộng hãi hùng Trong giấc mơ ấy Phú đã chạy bắn sống bắn chết Đã ngã lăn lộn trên đần đất nghĩa trang Để rồi tỉnh mộng khi mồ hôi vã ra đầy mặt Cậu Hồng vẫn nghẹn ứ cùng với nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm Ngó nhìn Thảo vợ mới cưới đang liệm đi bên cạnh Cương mặt điểm tu phấn son Nhưng vẫn ánh lên một nhan sắc đậm đà không làm át đi nỗi kinh hoàng trong lòng Phú. Trong giấc mơ ấy Phú đã thấy một bóng ma bám theo bình sắt nút. Lên trong tiếng gió vụn vụn nơi nghĩa địa, lẫn trong tiếng chân đệm bình bình trên đền đất là tiếng khóc bi ai. Tiếng khóc trầm bầm u uất đó kèm theo tiếng nói tiểu thảo như vọng về từ cõi âm làm cho Phú vạn vần kinh khiếp. Phú ơi, sao lại bỏ em mà đi, em lạnh lắm, mình em nơi hoàng tuyền lạnh lắm Phú ơi Mười ngày trước Không khí ở trong đầu làng Vĩnh Thạnh hôm nay ồn ào và tấp nập Bởi lẽ hôm nay con trai của ông cả Thắng là cậu Phú làm lễ tân hôn Từ chiều hôm trước giả bạt đã được anh em họ hàng và chay trắng dựng nên Người chơi nhau ra kẻ đi chặt tre Dựng dằm và kẻ dựng dàn để làm mâm cỗ Đám cưới của nhà ông cả Thắng tổ chức lớn lắm có bàn phải lên đến bảy tám chục mâm. Ngay từ tinh mơ mấy cổ thước, người thờ thủ công kéo tay nhất trong đàng, từng mời đến ghép đôi chim câu hôn nhau, và bên cạnh là chữ sông hỷ đỏ rực. Đôi chim câu béo ục ịch như là gà mái gẹ, càng làm cho niềm vui của gia đình ông cả thắng nhập bất tận. Trên chiếc hè rộng các cụ bà chít khăn nâu, áo bông đen đang ngồi bổ câu tim trầu, Bao nhiêu bình vui lớn bé của hàng xóm đều được tập trung về đây. Ở góc sân mấy cô gái trẻ cọ rửa bát đĩa và đánh mâm đầm. Đám chấu và cho bếp đựng đem ra đánh cho những chiếc mâm đầm sáng đêm. Ngày từ chiều hôm trước, khách đã đến chơi nượm nượp. Bà Gà Thắng mời khách ăn chầu uống trà và hút thuốc lá. Hôm đó hầu như ai cũng chơi đến ăn một miếng chầu vì vui. Trẻ con cũng có nhiều đứa ăn, khi cười lợi đứa nào cũng đỏ loét không khí tiểu trùng rất náo nhiệt khi trời sập tối đám đàn ông đã bắt đầu mổ lợn làm cỗ cưới chiếc thủ lợn đường cắt rất cẩn thận sáng hôm sau chó sôi đầu tiên được đổ là chó sôi gấc sôi đường dỡ ra mâm và đặt cái thủ lợn lên trên một thanh niên trong họ nhạc ông cả thắng đổ mâm sôi gấc thủ lợn và một thanh niên khác đổi một mâm trầu cau và rượu vào trong đình đàng làm lễ đêm ấy là khoảng hai ba giờ sáng khi mà lợn gà đã được chế biến thành các món thì cánh đàn ông trong họ ngồi với nhau là một trận rượu với chân và lòng mì gà sau đó có người về nhà mình ngủ có người thì lại như thế mà nằm lăn ra một góc nào đó vì quá mệt và rượu say ngày tân ôn của phú cả làng rộn ràng đi chúc mừng có kẻ vui ra mặt có kẻ thì thầm sau lưng đấy học cho nó lắm vào cuối cùng mà cứ lấy được con nhà giàu là sướng một mặt bà khác lại đế thêm Nhà lão cả thắng tu 70 đời Thế nên là thằng Phú mới có phước cưới được con gái của thành thị nhìn kìa Và chồng của lão cả thắng cười không khép được miệng Cái phen này mù cả thắng có mà nhìn đời bằng nửa con mắt Lại có một tiếng thở dài não ruột Hay ho gì cái loại thầm phu phụ bẩn Khổ là khổ cho con bé nhật hạ Đang đắng chờ đợi chung thủy sắt son suy cho cùng thì cũng chẳng bằng miếng thịt thâm mà cái háng con nhà dâu có người lúc này nghe vậy thì ngăn chết thật đó. Thì nhẫn nói đúng để còn nói to. Rồi đến mà tay vợ chồng của lão cả thắng lại mang tiếng. Thôi lo làm đi. Khách sắp đến ăn cỗ đến nơi rồi đấy. Ở cái làng Vĩnh Thành hơn 800 hộ dân này. Ai còn lạ gì gia đình ông cả thắng? Vợ chồng ông cả thắng năm nay đều tròn 50. Hai vợ chồng chức bám lính năm xào ruộng để làm công. Sau xoay sang đụn gạch đút lò gặm năm gạch đất ba cái lọ đem lại kha khá của cải ông bà cả thắng trong làng cũng được xếp vào hạng trung lưu nay là trung lưu bởi lẽ chẳng bao giờ phải đi vay tiền trong nhà lúc nào cũng có đồng sột soạt nhưng cũng chẳng đến nỗi giàu có hẳn ông bà cả thắng này từ đần ở phất lên thì cho dân làng thuê lại ruộng lại kim thêm kinh nghề cho vay nặng lãi một triệu tính bạc ba Quê thắng cũng lời được một phần mười Xong thuộc dạng buồn xìn và kêu kiệt có tiếng Hai vợ chồng có một người con trai năm nay 25 tuổi Tên là Ngọc Phú mới ra trường được độ một năm nay Phú là niềm kiêu hãnh của ông bà cả thắng Bởi lẽ ở làng này hết cấp 2 là thanh niên bỏ đi sách vữa hoặc kiếm việc làm thêm Việc một người đỗ đại học ra làm vị trí công chức nhà nước thì Phú là người đầu tiên Dạo còn ở làng gia đình của ông Cả Thắng và gia đình của bà Năm Gù là chỗ tâm giao với nhau. Đần còn bám vào ba xào ruộng tiền nồng eo hẹp, thiếu chức hụt sau. Bà cổ thân sinh ra ông Cả Thắng đại lâm bệnh nặng, tiền bạc trong nhà đổ vào thuốc thang đến mức cạn kiệt. Chính ông Năm Gù đã bảo vợ bán phát đôi lợn giống, thêm hai tả lúa non để có tiền đem cho bạn mình. Bà cổ thân sinh ra ông Cả Thắng vì tuổi cao sức yếu cho nên không thể qua khỏi mọi thứ trong nhà đã bán hết, chẳng có nổi tiền tổ chức đám ma. Chính ông bà Năm Gỗ đã không đắn đo, cắt nửa mảnh vườn sang tên cho gia đình ông Tư thật, mươi 45 triệu và đem qua giúp. Tháng lễ xong xuôi ông bà cả tháng nghít lời lạy tả, coi ông bà Năm Gỗ như là ruột thịt trong nhà. Ông bà Năm Gỗ có một người con gái độc nhất tên là Nhật Hạ, trọc tuổi phú học cùng một lớp, Thêm việc hai gia đình coi nhau như là người thân lại thầm gỗ địch ước khi mà đôi trẻ lớn lên sẽ kết thành thông ra một mối. Lớn lên Hạ được trời phú cho một nhan sắc xinh đẹp, dù quần quật đồng áng nhưng nước da của Hạ cứ trắng như bông bưởi. Thêm đôi má lúm đồng tiền và hàm răng trắng bóc. Thân hình thắt đáy lưng ngâm là niềm ước mơ của bao thanh niên trong làng và ngoài thị trấn. Phú lại được trời đổi cho cái đầu óc thông minh học một biết mười và là thanh niên đầu tiên trong làng đỗ đại học. Ở cái làng này ai mà không biết đôi thanh mai trúc mã này là một cặp. Trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi, thậm chí bà cả thắng còn dõng dạc tuyên bố Hà là con dâu của nhà mình và hai gia đình đã sớm kết thông gia. Chỉ đời cho Phú có công việc ổn định, chính tay của bà cả thắng sắp bưng khay chầu, đầu của bà cả thắng sẽ đổi mâm lễ để xin nhận hạ về làm con dâu Việc này làng trên xóm dưới ai cũng biết. Phú cùng Hạ lớn lên bên nhau từ nhỏ, khi trưởng thành sớm đã yêu nhau rất sâu đậm. Chính Phú đã ngỏ lời yêu Hạ ngay từ bến sông Trăng của làng và thề nguyện hướng hẹn sân nên duyên vợ chồng ngay khi đỗ đạt. Về mặt đồng một cái sau khi ra trường và xin được chân biên chế, Phú đồng đồng dẫn một cô gái về ra mắt cha mẹ. Thảo và tương lai của Phú là con gái độc nhất của ông chủ chuỗi cửa hàng hải sản, giàu có tiếng tại Hà Nội. Ngày Phú đưa Thảo về ra mắt, sân làng ai đấy đều há hốc mồm ngạc nhiên. Ngạc nhiên chẳng phải vì sáng nay, ở cổng làng có một chiếc xe hơi mới cáo cảnh đậu đó, mà ngạc nhiên mà khi chính ông bà cả thắng, hãnh diện qua phía dân làng rằng, đó là con dâu tương lai của mình. Rằng đầu tháng sau sẽ tiến hành cưới hỏi, cả ngu muội tiếng hết lời chúc mừng kẻ hiệu chuyện chỉ buông ra cái lắc đầu và tiếng thở dài đầy chi trách khỏi phải nói gia sản của nhà thảo giàu có vút vạn bội lại là con gái độc nhất phú lấy được thảo chẳng khác nào chuột xa chính cạo một bước đổi đời lên hương còn hơi chúng độc đắc sau này khi cha mẹ vợ khuất núi cả cơ ngơi đó nghiễm nhiên trở thành của bỏ túi riêng phú chứ chẳng có ai vào đây chiều ngày thứ ba gia đình của ông bà cả thắng làm lễ đón dâu lễ đón dâu đó diễn ra đông lắm người ta phần vì đến chúc mừng phần vì muốn tận mắt xem mặt mũi cô dâu như thế nào ngay từ khi đoàn xe hơi sang trọng dừng ở đầu làng ngay khi cô dâu chú rể bước xuống dân làng đã ổn lên trầm trồ vì thảo rất đẹp nét đẹp sắc sảo của con gái thành thị khác xa với vẻ chân chất nhu mì của con gái làng này đám trẻ con chạy đi chạy lại quấn chân của người lớn. Nhiều lúc chạy trước cô dâu chú rể, theo tập tục giàu ấy, thả mặc quần áo lụa cánh trắng và tê khoác chiếc nón chuông. Phú rằng rỡ trong bộ sơ mi trắng quần tây màu xanh cổ vịt và đi giày xi mông, là loại giày mũi to tròn, cót lại nhỏ và cao. Toàn rước sâu hân hoan tiến về nhà, thế nhưng cũng có không ít những lời xì xầm bàn tán Đấy con bé nó đẹp thế kia Bảo sao thằng Vũ nó không chít mê chít mệt chứ Sao nó trắng thế các thím nhỉ Trả bù cho con gái làng mình Có kẻ thì lại bĩu môi Mặt nó sắc như là rau cau thế kia Tôi thì tôi thấy nó chẳng có đẹp bằng con hạ Phải rõ là con hạ nó đẹp hơn Thế này mà có thấy tiền sáng mắt rồi Hay ho lắm đấy Đoàn rước sâu về đến nhà cũng là lúc tiết mụng văn nghệ bắt đầu. Đời văn nghề về làng vừa nhai trầu vừa hút thuốc lá và hát bất cứ bài gì mà họ thuộc. Quan khách thi nhau đậm thơ đông tây kim cổ, thế là cái lễ cưới trở thành buổi biểu diễn thơ nhạc kéo dài chừng ba tiếng đồng hồ. Phú và Thảo ngồi ở ghế cao nhất, gần đầu đáp lễ đến gáy cờ cổ. Nét mặt của Phú rãn ràng hít cỡ mà quan khách vẫn không quân đồng lắm. Giữa cảnh cưới nhộn nhịp là như vậy, Lúc Phú đang vui vẻ cùng cô vợ trẻ đẹp giàu có trong buổi lễ thành hôn, thì cuối xóm lại vang lên tiếng gào khóc thảm thiết của nhà ông bà Năm gù, làm cho cả đám quan khách đều trố mắt nhìn. Đầu đó có tiếng chân chạy bình bịch cũng là tiếng gào đến đứt hơi. Ôi làng nước ơi, con hại nhà ông Năm gù nó thất cổ chết rồi làng nước ơi. Tiếng gào ấy nghe như là tiếng sấm đầm giữa trời quang, đám quan khách nháo nhào đứng dậy, chẳng từ mà biệt hồng hồng chạy về nhà ông năm gỗ nằm ở cuối xóm phú nhấp nhổm tính đứng dậy xong bà cả thắng đã bấu vai cản lại ngay từ khi nghe tin phú sắp lấy vợ cõi lòng của hạ gần như sụp đổ hoàn toàn thậm chí là khi sang nhà xem thật hư thế nào bà cả thắng còn thẳng thừng xác nhận và bóng gió ám chỉ hạ đừng có đĩa đeo chân hạc hạ đã rơi vào hút sâu của tuyệt vọng thì điểm ấy hạ suy sụp lắm Bao nhiêu dự định về một mái ấm bền phú tan thành mây khói Hạ không khóc thành tiếng Đối với hạ không ở đâu vui bằng làng này Không muốn chốn nào đẹp bằng chốn này Mỗi ngày được gặp phú nói chuyện với phú Là trong lòng của cô vui lắm rồi Thế nhưng mà vì tương lai của Phú của hai đứa sau này cho nên Hà mới phải chấp nhận xa Phú. Để giờ đây chính Hạ lại trở thành vật cản trên con đường công danh của Phú lòng của hạ đau đớn biết bao hạ dần vô bạc bẽo thì ít mà giận mình thì nhiều giá như cô không quen phú giá như mà hai gia đình không hít lòng vun vén giá như ông trời không gây ra nghiệt duyên này thì tốt biết bao giá như một tuần sau đó trôi qua kể từ khi nghe được tin phú sẽ kết hôn với con gái chủ nhà hàng hải sản hạ như là chết đi sống lại mà đến mấy hôm thì ông năm gỗ chỉ biết nốc rượu tì tì Hai con mắt hạ thì ôm nhau khóc thảm thiết. Bà Năm gỗ chấn an con gái rằng trước sau gì vô cũng hồi âm chuyển ý. Có lẽ gã chị nhất thời lạc lối vì tính thằng Phú thì bà biết rõ. Mưa dầm thấm lâu là vậy, mọi sự cũng yên ổn. Nghe mẹ khuyên vậy hạ cũng nguôi ngoai phần nào. Cho đến bốn ngày trước lúc hai mẹ con đang sửa sang lại cái rào tre ở mảnh vườn, nghe tiếng gọi thì cũng ngẩng lên, người đến là bà Cả Thắng, này tôi sang mời anh chị thứ sáu tuần này sang nhà tôi làm cái lễ ăn hỏi. À, đặng là cuối tháng ra làm lễ cưới. Tôi thì tôi cũng xót con hạ lắm. Cơ mà đám trẻ nó yêu ai, lấy ai thì mình không có can dự được. Thôi hôm ấy sang chung vui với nhà tôi tôi xin phép. Câu nói ấy như là nhát đâm chí mạng vào tim của Hạ. Hạ thấy đầu óc của mình quay cuồng tối sầm lại. Và hơi thở đã nghẹn ứ trong cổ họng và cả thắng khuất bóng sầu dặn tre cũng là lúc hạ đổ sập xuống bà năm gỗ buông vội cái cặp tre đứng chừng chừng nhìn xa hà nhào vào trong lòng của mẹ tiếng khóc xé gằn xé ruột kèm theo dòng nước mắt nóng hồi trào ra hạ ngờ cổ lên trời gào lên một câu thảm não rồi ngất lịm trong vòng tay của mẹ mẹ ơi sao con khổ thế này mẹ ơi ông năm gỗ trong nhà lao ra chân đi loạn trọn hơi thở sặc mùi rượu, cất tiếng lề nhẹ đáp. Mẹ thì sư nó chứ, nó tưởng mỗi mình nhà nó có con trai, con gái của ông đây thiếu cho gì đứa theo đuổi, đi vào khóc lóc cái gì. Vậy mà sau bao nhiêu ngày tự dằn vật, trong giây phút phân uất dâng lên đến cực điểm, Hà Lai tìm tới cái chết để giải thoát. Trong một ngày làng này vừa có hỷ sự vừa có tăng sự, ói om thay hai sự ấy lại bền chặt với nhau như là một sự dây oan nghiệt thâm đẫm máu và nước mắt. Đoàn người kéo sang đến nơi cũng là lúc bà Năm Gồ rú lên và ngất lịm. Trên cảnh ghế ở cuối khuôn viên đất, sắc cổ hà lại đang thắt thầm lòng trong sợi dây chảo buộc châu. Cây sang gầm gió lồng khét đông đưa qua lại, tiếng dây thừng cọ vào cảnh ghế phát ra âm thanh kéo kẹt như tiếng đều võng làm cho ai nấy đều xanh mặt. Hà mặc một bộ váy đỏ, tóc xóa ra, hai tay thẳng đuột da rẻ đặt tím tái một người đàn ông già cả lên tiếng "Trong mày đâu chạy vào bếp lấy con dao ra đây rồi chặt cái dây hạ sắc con bé xuống hai thanh niên bảo gan làm theo phút trong cái xác cứng đờ đã được đặt xuống mảnh chiếu cói và được chảy ra sắt với gốc cây chỉ 10 phút sau bốn người đàn ông cầm theo chiếc chiếu khiêng cái xác lên và đi thẳng vào trong nhà cái xác cứng đại hai mắt trợn ngược với làn da tím tái đường khiêng đặt lên giường cực kỳ thê thảm nhà ông bà năm gỗ lúc này đến nhốn nháo người lắm mấy hộ dân cũng không đi ăn cũ nghe tin người ta phát hiện xác của hạ thất cổ chết cho nên vội vàng mổ ra có chiều là mỗi lúc một đông hơn Tiếng bàn tán dị dào tiếng thở dài gấp gáp từng chập, không ngớt, nhưng hầu hết ai cũng hiểu hạ chết vì bị phụ bạc. Ông Năm của hôm nay không say. Ông ngồi đần mặt ở chiếc bàn chợ ọp bẹp kê sắt cửa sổ. mà dại đi đôi mắt vô hồn nhìn ra nền trời u ám. Bà Năm ngồi sau cơn ngất liệm đã hồi tỉnh. Bà vùng dậy quay quắt tìm con. Rồi lại lao đến bên cạnh giường ôm để cái sát cứng đờ mà gào khóc vắng cả trời. Con ơi là con. Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi? Ôi rồi cao đất dày ơi. Sao lại bắt con tôi đi thế này? Cho mẹ đi với hà ơi mẹ còn muốn sống làm gì nữa đây chứng kiến khung cảnh tăng thường đó người làng hỏi nhau kẻ an ủi Ngay vợ chồng ông bà năm gồ kẻ nhanh chóng dựng dạp bạt khăn tàng trắng đất lần lượt đừng cụ trường tộc phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc không khí đám cưới rộn rã ban nãy biến mất thay vào đó là một nét ảm đạm thi lương bao trùm lên ngôi làng có tiếng xì xào cất lên khè khẽ khổ thế chứ sao lại dại dột như vậy nó chết vì cái thằng bất nhân kia chứ ai rồi sau tiếng thở dài não ruột tan loãng vào đêm đen khi ánh tà dương cuối cùng cũng biến mất hà nằm đó vô hồn trên giường để mặc cho mẹ của mình gào khóc và dân làng lo tăng sự hà nằm trên giường mà tựa như chìm vào giấc ngủ đôi mắt của hà không thể nhắm dù vuốt đã sáu bảy lần vì tránh tăng thương cho nên dân làng phải lấy một tấm vải trắng che lên đôi mắt trợn ngược trắng giã đó làm cho ai nấy đều ám ảnh hạ ra đi trong sự tĩnh lặng nhưng nào đâu phải đó chỉ là bắt đầu của một màn bi kịch phía sau lễ khâm niệm và chôn cất diễn ra gấp gáp lắm dân làng và họ hàng nhà ông bà năm gù bàn nhau chôn cất cho hạ sớm nhất có thể đoạn dây thừng cũng được đốt luôn để tránh thận vọng quay lại bắt người ở đầu làng đám tân hôn của phú tuy quan khách đã ra về nhưng mà tiểu trung vẫn diễn ra trong xuân sẻ còn về đám tang của ngạ tại vì chết trẻ cho nên không có được mời đám kèn tàu bắt âm về thổi phá tăng chỉ một ngày và chiều hôm sau đã đem đi chôn sư làng để ý trong đám tang của hạ gia đình của ông bà cả thắng và ngay cả phú cũng tới chia buồn xét về lý thì có thể cảm thông vì chẳng còn mặt mũi nào mà đến Xong xét về tính tình thì quả thật bạc ác càn tàu gió máng Dẫu gì thì hai gia đình cũng là một chỗ đi lại mấy chục năm. Nghĩ từ là nghĩa tận, về mà đến lúc hạ chết cũng đã chẳng bỏ đến thắp hương cho vòng linh một nén nhang thơm. Ngày đưa cố quan tài hạ đi chôn cất trời bất trần đổ cơn mưa lớn, con đường dẫn ra nghĩa trang làng Vĩnh Thạnh giờ này đã lầy lội nước mưa. Đoàn đưa tăng hơn 500 người về khó nhọc lắm mới di chuyển được đám ấy dò dẫm bám chặt năm ngón chân xuống mặt đường mới khỏi ngã theo mỗi nhịp đẩy lên của cái xe tang khi gặp phải ổ gà các quan tài đẩy lên như có người rung lắc và theo mỗi nhịp nhảy lên đó một dòng máu đỏ tươi đã lã tã rơi xuống đồng đường kéo dài một về từ cầm cho đến cổ đất thánh một quãng đường hơn hai cây số ngàn nỗi người đi đưa đám ma rất đông mười nhịp tát nước vào mặt Đường lầy lội nên vết đỏ như máu rất nhanh đã bị xóa nhòa mà không ai phát hiện. Chiếc xe tăng nghỉ gạch lăn bánh vào trong con đường đất nhỏ hẹp dẫn vào nghĩa địa. Mưa dắt mặt cố xe tăng trọng trành làm cho bát thương gần đầu xe tăng rơi xuống đất vỡ tan. Đám người biết đó là việc quái cờ, là điểm xui rồi nhưng việc chôn cất không thể nào chỉ hoãn. Đất bùn ngập nước mưa quyện vào chiếc bánh xe tăng, làm cho chiếc xe cứ nghiêng sang trái sang phải tưởng như sắp đổ. Bốn thanh niên phải lấy bốn thanh nứa liên tục gạt đi đám đất bùn đang bám chặn vào bánh xe, thì chiếc xe mới từ từ chậm lại tiến từng bước có nhọc. Hiện mộ của Hà Đường chôn tít ở sâu trong nghĩa trang sát cánh ruộng cạn. Nghĩa địa làng này lại dày đặc, chôn không có lề lối, cho nên xe tăng chỉ có thể đi đến một nửa. Tạm gã thanh niên phải ghé vai khiêng chức quan tài, rồi dò dẫm từng bước một. Có khi ai trèo lên cả mấy ngôi mộ đã được xây lớp xi măng, đã bong chốc từng mảng vữa mà đi. Huyện mộ gầm cơn mưa cho nên nước đất đổ vào đầy âm áp. Ông trưởng làng nhanh bồm xây mấy người dùng mấy cái gầu sầm, điên cuồng tắt nước sang hai bên. Mất khoảng nửa nén nhang thì đã cạn gần đến đáy. Khó lắm người ta mới thầm được cái dây thừng buộc trâu vào chiếc quan tài và từ từ hỏi nhau hạ cốt quan tài xuống cái huyệt mộ. Bà Năm gồ bỏ lăn ra đất, quần áo thốc tai dính đầy buồn lầy, điên cuồng bà gào khóc. Mấy người đàn bà khó khăn lắm mới khi được bà Năm gù lại. Ông trưởng làng phải tay ra hiệu cho mấy gã thanh niên, nhanh tay xúc đất lấp huyệt mộ lại. Khi mà tiếng lộp bộp của đất rơi xuống nắp quan, cũng là lúc ông Năm gồ trong ngay dòng lệ trên khuôn mặt khô quát sạm gầy, bà năm gồ gào lên một tràng man dại rồi ngất xỉu tại chỗ ngày hôm đó làng vĩnh thạnh chìm trong sắc màu tang thương bắn đi ba ngày sau ông năm gồ tất tả chạy đi chạy lại từ viện về sau cái chết của con gái bà năm gồ đổ bệnh nằm liệt trên viện ông năm gồ vốn đã hom hem sau cú sốc tinh thần thì không khác gì cái xác sống đám hàng xóm trong làng thương tình vội súng lại đỡ đần kẻ lo cúng cơm cho hạ kẻ lên tận viện chăm sóc bản năm không khí tiểu trùng là u buồn sầu thảm đã ba ngày sau khi người ta phát hiện hạ thất cổ chết trên cảnh khế ông bà cả thắng và ngay cả phú không đến thắp nhang an ủi phong linh có đôi lúc nấn ná phú siêu lòng định đến thắp hương xong bà cả thắng lại càn chết thì cũng chết rồi mày mà đến đó thắp hương ấy rồi vợ của mày nó biết thì con hạ là người yêu cũ của mày thì sao Nó mà dãy ra là xôi hồng bỏng không đó Mất trắng có tài sản đấy con ạ Nghe mẹ của mình nói có lý Phú lại gật đầu Coi như là không biết gì Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói Cho đến khi lễ thất tuần đầu tiên của hạ Dù ra cảnh ở quê xong gia đình của Phú Được xếp vào dạng có của ăn của đề Bằng chứng là căn nhà mái thái khang trang Sau có ao cá tường bọc úp đá Đồ để nó lên phần nào sợ khá giả hơn đa số trong làng. Sau khi hồn lễ kết thúc, hai vợ chồng tính ở quê một thời gian rồi lên thành phố tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Phố đã xin nghỉ hành công chức, công việc tuy nhàn hạ nhưng lưng lậu chả đáng là bao. Phòng cưới của hai vợ chồng nằm ở bên phải căn nhà, nên nhìn ra rằng hoa lan và một khoảng đất trống đang chậm rau bóp cải xa hơn là hàng rào tường bao và cứ đến mới là nhà hàng xóm. Đêm đó, sau khi ăn xong bữa cơm gia đình và quay chương trình thời sự, phố cùng vợ bảo nhau đi nằm sớm. Ông bà cả thắng biết ý cứng bảo nhau đi nằm. Thêm việc ngay ông bà có thói quen nghỉ ngơi sớm, chứ chẳng như làng này. Có nhà 7 giờ tối mới nổi lửa nấu cơm. Vợ vào trong phòng tắt điện, phụ đã bế thốc thảo lên giường. Phụ ngấu nghiến hôn thảo say đắm từng nụ hôn dây trên người của Thảo khiến cho Thảo hít thở khó nhọc. Nước da trắng ngần mịn màng, thân hình đầy đặn của Thảo sẽ ánh đèn, mê hoặc ánh nhìn của Phú. Phú cởi phẳng bộ đồ đang mặc, cây váy đầm hai giày chế này của Thảo cũng bị lột ra bằng một động tác rất thành thục. Nhìn cơ thể trần trụi uốn néo mời gọi của vợ khiến Phú không kìm lại được phun ra những lời đầy dâm dục thảo cắn mồi rên gì như là một liều thức kích thích phú hơn rồi cứ như vậy cả hai cầm theo tiếng thờ càng lúc càng gấp gáp cô làm tình đang đi đến thổi viên mãn khi hai đang chuẩn bị đưa nhau lên cao trào thì dập một cái cái cửa sổ bật tung sau bên ngoài thổi ảo ảo vào từng cơn âm phong như lạnh buốt xe ánh trăng trắng ngà mấy giò hoa lan lắc lư qua lại thật nhìn như là mấy cái đầu lâu với mái tóc xóa dài khiến phú hơi hoảng sợ thở đầm vào tay của chồng ống nghẹo nói chồng ra đóng cửa đi sắp lên rồi mà làm mất cả hứng phú cũng cảm thấy ngậm mực cơn gió tài quái này làm cho thằng nhỏ ỉu siêu đằng lúc cao trào để gặp phải gió lạnh làm cho gã mất hứng phú cứ như vậy mình trần như nhầm tiến xuống giường để ra đóng cửa miệng vừa đi vừa chửi còn mẹ nó cửa với cha nào mất cả hứng kính cửa sổ được kéo lại và chốt then Phú lẩm bẩm điều gì đó rồi quay lại giường nhưng vừa quay mặt lại bất thình lình phú kinh hãi khi thấy một bóng người con gái mặc áo trắng ở bụng thấm đấm đầy máu đang đứng lù lù trong góc phòng phú hoàng hồn vội vàng với tay bật công tắc đèn phòng lên ngọn đèn huỳnh quang chiếu chói mắt chiếu giỏi căn buồng tân hôn cứ một góc chết ngoài cái tủ gỗ quần áo cao gần 2 mét Phú tái xanh bật mày xăm xoay từng góc cạnh lại mở hẳn cái tủ quần áo ra nhưng cũng chẳng có gì tưởng rằng mình bị hoa mắt phú thở vào quay đầu tắt đèn thảo lúc này liền nhíu mày rồi hỏi trầm sao đấy anh đèn ngủ sáng như vậy anh bật đi làm gì phú ẩm mừ bịa đại ra một lý do không anh bật đi để kiểm tra cửa khóa chặt chưa nói xong thì phút liền đi về giường vừa nhào lên người vợ phút chốc cả hai lại hứng tình nhưng vừa chống tay nhộm dậy tính tiếp tục cuộc vui sắc thịt thì trần phú kinh hãi rú lên giật lùi lại đằng sau nét mặt lộ ra sự sợ hãi không thể che giấu bởi lẽ khi vừa nhộm lên chuẩn bị vào tư thế ngay lúc ánh mắt vừa nhìn về đầu giường đã vào mắt của phú ngay phía sau đầu giường ngay con gái mặc áo trắng kia lại đang đứng lù lù ở đó mái tóc xóa ra trẻ mất đi khuôn mặt và khói miệng không ngừng ập ra máu tươi tiếng rú của phú làm cho thảo hoàng kinh vội vàng nhào lên đỡ chồng vừa chạm tay vào thảo đã thấy da rẻ của chồng mình lạnh toát hai hàm răng vào vội nhau cành cạch sao đây chồng sao lại ngã ngồi ra thế cô ma cô ma ở đâu dương thảo giật bắn mình vội vàng ngoái lại nhìn về hướng đầu giường nhưng chẳng thấy gì thảo đầm vào tay của chồng nói nhẹ cũng như tự chấn an bản thân. Mà đâu mà ma, anh lại cứ dọa em, đêm hôm rồi nói gì đâu không à. Phú nghe lời của vợ thì bán tín bán nghi, rõ ràng hình ảnh mà gã thấy chỉ cách cả có một sải tay, làm sao mà nhầm cho được. Nhưng nghe vợ động viên mấy lần, gã thu hết can đảm, liếc mắt nhìn lại thì không thấy gì thật. Phú ôm lấy vợ cười gượng nói, anh diễn giống thật như vậy mà không lừa được em, vợ anh gan dạ lắm thảo nhó tay của chồng cũng tưởng thật cho nên không hoài gì thêm thảo kéo chồng nằm đè lên chồng xong phú lại bịa đại một lý do bản thân cảm thấy hơi nhức. cho nên để hôm khác làm tiếp hai lần như vậy khiến thảo mất hứng cho nên gật đầu đồng tình kéo phú nằm xuống xuất vào lồng ngực của chồng phú ôm thảo vào trong lòng nhưng không thể nào ngủ được gã cứ suy nghĩ tới cái bóng hình của cô gái kỳ nãy bệnh sinh phú không nghĩ rằng ma quỷ có thật nhưng thực sự một lần thấy gọi là nhìn nhầm thế nhưng hai lần đều thấy một hình ảnh giống nhau ở hai vị trí khác nhau thì tâm thức của phú bắt đầu dao động thả đã ngồi say phú trở dậy mặc lại quần áo vừa lấy gói bà số châm lên đêm đó phú chẳng thể ngủ lại những suy nghĩ mà quài cứ như vậy lần vườn trong đầu làm hai bí mắt của phú nặng trĩu sao không thể nào chợp mắt tinh mơ hôm sau vì cả đêm ngủ không được cho nên hai mắt của phú thâm quần đã mỏ hàng sang chơi thế vậy thì trêu gơm đúng là cái bọn thành niên làm gì phải giữ sức gì mà thân tàn ma dại thế kia phú chỉ cười trừ trả lời vài câu rồi chuồn ra ngoài thật là gái thành thị từ bé đến giờ cả việc giờ bát chưa từng động chân động tay mọi việc trong nhà đều do bà ô xin làm cho nên khi lấy chồng vẫn không thể thay đổi Đám họ hàng sang chơi cả sáng mà Thảo vẫn ngủ ngon lành trong buồng. Ông bà cả thắng coi người con dâu này như vàng bạc cho nên cũng không gọi dậy. Bắn đi thêm ba hôm liên tiếp, những cơn ác mộng liên tiếp tìm về khiến cho Phú tỉnh giấc giữa đêm. Định điểm là ngay đêm nay, Phú bằng hoàng tỉnh giấc sau cốc rượu ban tối. Hay đúng ra là vừa tỉnh giấc sau khi trải qua cơn ác mộng. Trong giấc mơ ấy, Phú đã chạy bắn sống bắn chết, đã ngã lăn lộn trên nền đất nghĩa trang, để rồi tỉnh mộng khi mồ hôi đã vã ra đầy mặt, cổ Hồng vẫn nghẹn ứ cùng nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm. Nó nhìn Thảo vợ mới cưới đang điểm đi bên cạnh, gương mặt dù chẳng điểm phấn tô son, nhưng vẫn ánh lên một nhan sắc đậm đà, cũng không làm át đi nỗi sợ kinh hoàng trong lòng của Phú. Trong giấc mơ ấy, Phú đã thấy có một bóng ma bám theo mình sát nút. Lẫn trong tiếng gió vụn vụt nơi nghĩa địa, lẫn trong tiếng chân nện bình bịch trên nền đất là một tiếng khóc ai oán. Thì khóc trầm bổng u uất đó kèm theo tiếng nói thiểu thảo như vọng về từ cõi âm làm cho phú vạn vận kinh khiếp. Phú ơi, sao lại bỏ em mà đi? Phú ơi, em lạnh lắm. Mình em ở nơi hoàng tuyền lạnh lắm. Đi với em Phú ơi. Phố ngồi thở gấp hái hồng nhìn ra ánh trăng non trên nền trời từ ô thoáng. Ngó thấy thời gian đất đổ gần về 4 giờ. Nhân lúc cả nhà đang ngủ say, Phú liền đi bộ ra nghĩa địa để thăm mộ của Hạ. Đường quê không ồn nào tấp nập như đường thành phố. Cả đoàn đi chỉ gặp lác đác vài con buôn đóng xe Honda để lấy hàng về. Con đường ra nghĩa địa tính từ nhà Phú ngót nghét ba cây. Phú quyết định băng ngang cánh đầm để tiết kiệm thời gian. Vốn là người cứng bóng vía Viện đi đêm về hôm với Phú chẳng có gì đáng ngại Nói đâu xa dạo học cấp 3 Phú học tại trường chuyên trên tỉnh Lắm hôm có lớp học thêm Phú phải đầm xe lọc cọc về làng Đường từ tỉnh về nếu đi theo đường cái Phải mất ngót 15 cây số Phú lại ngay tròn đường tắt Ấy là băng qua bãi đồng mà Nơi có hàng trăm ngôi mộ của mấy làng chuồn cùng Vậy mà có thấy ma quỷ nào xuất hiện nhát mình đâu. Ngặt nỗi từ khi hạ chết, những cơn ác mộng kinh hoàng liên tiếp ập về, làm cho thế giới quan trọng phú có sự chuyển biến rõ rệt. Phú tin rằng trên đời này có ma. Cũng từ lập luận đó, mỗi khi đi gần chỗ tối hay chỗ rầm mát, Phú càng cảm sợ hơn. Đối ra chỗ chôn cất hạ phải đi qua một đoạn đường đất bùn, xung quanh đã hàng trăm ngôi mộ bọc xi măng riêng mốc, cơ mộ mới bốc cốt quan tài là còn sót lại mấy mảnh gỗ mộc vất trồng chưa bao quanh khuôn viên đất thánh là bãi cánh đầm rộng mênh mông xốc lại tinh thần phú kéo cao cổ áo nắm chắc lấy nắm hương trong tay rồi lầm lũi tiến sâu vào trong cung nghĩa địa thế trời độ ấy đang rơi vào cuối thu thì không rét đậm nhưng vẫn gọi là lạnh phương mạng cái áo chấn thủ của cha mình nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rét tới tề người Phú dạo bước qua những ngôi mộ không lề lối Cộng lúc bước chân càng gấp gáp Bước qua dãy mộ bia siêu vẹo Trần Phú cảm thấy lệnh toát cả sống lưng Nó sợ hãi vô hình đã chiến thắng sự hối lỗi trong đầu Phú dừng lại gặp muốn quay đầu đi về Nhưng chân lại không nhấc lên được Phú nuốt nước bọn cắn răng nhắm mắt bước đại vào Đường dẫn tới mộ của hạ khá dài Vì mộ hạ ở tận cuối khu nghĩa địa vì hôm đám ma phúc không có mặt Cho nên phải mất thời gian tìm Làng Vĩnh Thành này nghĩa địa chôn vô tội vạ Ưng ừ, chỗ nào thì họ chôn chỗ ấy Phúc căng mắt nhìn dưới không gian bờ tối Theo mỗi bước chân Phúc cảm giác xung quanh tứ phía Đều có người nhìn làm cho gã phát run Kìa rồi Ngôi mộ mới đắp của Hà nằm cô đơn một góc giữa một vùng mênh mông rộng lớn phía sau. Phụ lễ hết can đảm tiến lại, đứng trước mộ bia còn nguyên mùi đất mới lẫn trong sương đêm Phú len lén nhìn tấm di ảnh của hạ trên bia mộ mà áy náy trên mộ bia còn thơm mùi xi măng dung nhan một cô gái mặt trái xoan da trắng tóc thả hai bên với đội mắt chiếu nặng như xoáy sâu vào tâm can làm cho phú hơi hoảng sợ quay mặt đi tránh cái nhìn trực diện phú đốt trong hạ ba nén hương rồi miệng liền khấn hạ ơi phú đây anh biết là do anh phụ em Cho nên em mới chết Nhưng mà chúng ta không thể đến được với nhau Là do số mệnh Chứ không phải anh muốn Em chết rồi mong em hãy đi đầu thai Kiếp sau sinh vào gia đình giàu có Anh thấy thắp hương cho em Cũng coi như tận chữ tình rồi Em xin hãy ra đi ăn nghỉ Kiếp này chúng ta có duyên không có phận Hẹn em gặp ở kiếp sau Đừng có theo anh nữa hả ơi Khánh xong phu cắm bà quẻ hưởng xuống đất Bà Quê Hương vừa cắm xuống thức thì xung quanh Liền nổi một trận gió to Cơn nam phong ở đâu sọc tới Làm bà Quê Hương cháy rực lên trước khi tất liệm Trả lại không gian mở xương dưới ánh trăng non trắng đục Phút giận mình hoàng loạn đưa mắt nhìn xung quanh Cài ốc nổi lên từng đợt Nhìn bà Quê Nhang im liềm tắt lùi Phút sợ quá nên co giò chạy thẳng Trên bia mổ ấy bức ảnh của Hạ trần nở một nụ cười lạnh lẽo tới rùng rợn phu theo lối đường đồng cắm đầu mà chạy bạt mạng về đến cổng hắn mới đứng đại thở dốc cảm giác hãi hùng vẫn còn dâng lên Về không muốn kinh động tới cả nhà phu len lén nhìn ra sân sau nơi có cái bể nước mưa tính rửa mặt mũi chân tay và thay quần áo dính bùn thảo lúc ấy giờ mới ở nhà vệ sinh chui ra thấy chồng đang xỉ sụp rửa mặt thảo tiến lại rồi căn vặn ủa chồng anh đi đâu mà sao em tỉnh đã không thấy sao mồ hôi một kinh nhễ nhại vậy quần áo lại dính đầy bùn đất phú Vấn hoàn hồn tim đập thình thịch trả lời đứt quãng à, anh đi à, thăm nhà mấy cô chú bên nội xem còn chưa có đi ngủ thảo im lặng rồi hỏi lại đi thăm họ hàng á giữa lúc tinh mơ rằng sáng thế này phú bịa đại ra một lý do à thì ngày mai con chú dậu lên tỉnh học nãy à, đang làm anh sực nhớ ra chơi là chỗ thân tình với nhà mình Cháu nó đi học cả mình qua cho nó mấy đồng cho nó phải phép. kẻo họ lại đánh giá vợ chồng mình là keo kiệt buồn xín. Ở quê mà em, tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Thế chồng nói con lý cho nên đậm mừ, đoạn lại dở giọng trách cứ. Mà anh đi nhé, lần sau đi đâu phải báo với em đó. Người ta lo cho anh cho nên nửa đêm mất ngủ phải dậy đi vệ sinh đây. Phú vội đổi chủ đề kéo tay của Thảo lên sân rồi bảo. Thôi mau về đi dọn cơm thôi, Em vào gọi bố mẹ đi, anh tắm qua cái rồi dọn mâm ăn. Ngày hôm đó gia đình của Phú có đám rỗ cụ. Vì cha của Phú ông cả tháng làm trường tộc, cho nên năm nào đám rỗ cũng diễn ra ở đây. Và năm này lại có con dâu mới, cho nên ông bà cả tháng càng muốn tổ chức to hơn. Tới đó Phú và vợ lại đi ngủ sớm. Vì nay khách tới nhiều cho nên hai người tiếp đã mệt lạ. Thảo vừa đặt lưng là ngủ ngay. Riêng Phú chẳng chọc được một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ mơ màng. Không gian niên nắng và tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc ở gian nhà chính phát ra những tiếng lệch cạch đều đặn. Phu đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mơ màng, thì chợt giật bắn mình khi nghe tiếng cào cửa. Tiếng cào rất nhỏ nhưng cứ vọng vào phòng ngủ liên tục. Phước mở mắt ra nhưng mà vẫn cứ nằm im, lắng nghe xem khi nào nó dừng lại. Nhưng âm thanh cào ấy chỉ đứt quãng chứ không hề dừng lại. Định thần lắng tay nghe Phú khẳng định thanh ngầm ấy phát ra từ phía cửa phòng Thưa thanh âm ma quái đó vô hình đánh thẳng vào tâm lý đang lo sợ của Phú Phú nằm im bất động Hai mắt mở chừng chừng Tay lần xuống gối Cầm lấy con rào gối dưới đó Là thầy Phú không còn nghe thấy tiếng động ấy nữa Phú thở vào nhẹ nhõm cái chống tay Ngồi dậy tính đi uống miếng nước, nước Nhưng ngay lúc vén màn lên Đầm vào mắt của gã là một khuôn mặt xám ngoắt với một đôi con người đang lòi ra. Khói miệng chảy ra hai hàng máu đỏ thẫm như màu tiết gà để lâu. Phu bật ngửa ra đằng sau, tay chân khô khoáng miệng hết lên. Trời đất ơi cô ma! <laughs> Tiếng rú của chồng khiến cho Thảo bị đánh thức. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Thảo đã dính trọn một cú đập vào mặt do Phú vô tình đánh trúng trong lúc vùng vẫy. Thảo đau đứng ôm mặt suýt xoa, đoạn kéo tay của chồng rồi hỏi. Phú, anh sao vậy? Nửa đêm khuya khuất còn la làng lên thế Phú toát cả mồ hôi Gã cả bụng thở gấp Cả người lạnh toát không nhận ra vợ mình đang ngồi đó Với một con mắt hằn hỏng vì dính đòn oan Bởi lẽ chỉ mấy giây trước Phú nhận ra khuôn mặt bợt bạt đó chẳng phải ai xa lạ Mà lại chính là hạ Khuôn mặt đó Phú đã quen từ tấm bé Đến lúc trưởng thành Có đốt thành cho gã vẫn có thể nhận ra Đang thở hồng hầm trong nỗi kinh hoàng bất tình lình ở bên phải có một cánh tay cò quắp thò ra bấu liền tay của gã phú lại hét liền kinh hãi cô đi cô đi phú xô thật mạnh vợ của mình lao vội xuống giường bị hẫng chân khiến cho gã ngã sấp xuống sàn thằng ngồi chít chân ở trên giường với một ánh mắt ngơ ngác vào vết đầu rát trên gò má mà không nhận ra được một điều kinh sợ tới lúc nào một mái tóc dài đen nhánh đã vắt ở thành giường rồi đột nhiên mái tóc bị kéo tụt xuống và biến mất như chưa hề xuất hiện. Phú lao vội ra khỏi phòng các không biết mình đang chạy đi đâu, nhưng mà càng chạy lại càng thích tối. Cuối cùng mệt quá ngã nhào xuống đất mà thở. Lúc này Phú đã bình tĩnh lại đôi chút, các ngồi bật dậy nhìn xung quanh mới phát hiện ra bản thân đang đứng giữa nghĩa địa. Hai mắt Phú chừng chừng ra gà nổi lên từng cơn, tìm của gã thất lại trên đứng tại chỗ, Phú run lên cảm giác sống lưng lạnh dần Tiếng mèo mả kiếm man đêm kêu ré lên từng hồi Tiếng chim lợn rít lên từng tiếng en ép Xung quanh nơi Phú ngồi là một rừng chi chít bia mộ Từng nấm mộ nằm ngang dọc như bùa vây lấy gã Trong một mê cung ngập tràn từ khí Gió bắt đầu nổi lên từng cơn Ánh trăng trắng ngà mờ ảo không rõ Phú sợ hãi thiết độ ngay chân đứng cổng vững Mồ hôi lạnh tú ra bỗng nhiên phú nghe thấy tiếng gió rít gào than vãn có tiếng của ai đó đang gọi mình thanh đều ngọt ngào nhưng mà lạnh bút tê dại lòng người nhưng đồng thời cũng khiến cho người ta không rét mà run thanh âm ấy như có một ma lực vô hình bắt phú phải dõi theo phú ngoái nhìn về hướng phát ra tiếng gọi nó phát ra từ chính ngôi mộ mới đắp trên là mộ bia khảm di ảnh trắng đen của hạ tiếng kêu phát ra từ mộ của hạ thanh âm từ dít lòng đất gọi vọng lên phú sao lại bỏ em một mình phú ơi phú đại ướt đẫm cả quần chân tay nhũn ra ngã ngửa ra đất trên tấm bộ bia di ảnh của hà vẫn nở một nụ cười nhưng hai hốc mắt ẩm ra hai dòng máu đỏ thẫm phú lắp bắp mày là ai ta không sợ mày đâu mày đừng có một dọa nạt tao 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 ta không sợ mày đâu lúc này trong đầu của phú hoàn toàn trống rỗng mắt đã dại đi gã run tới cứng lưỡi hít thở không thâm tiếng gọi từ lòng đất kia vẫn không hề dừng lại đối diện với ngôi mộ của hạ phú run rẩy tức không dám nhìn ngôi mộ mới đáp cỏ chưa kịp mọc với ba chân nhang lạnh lẽo khẽ rung lên lẫn trong bàn sương muối trắng đục bao phủ phú nghe có tiếng cười văng vẳng bên tai mắt của phú mở thật to nhìn bia mộ hạ tới không trước mắt cả muốn vùng lên bỏ chạy nhưng chân tay đã mất hết sức lực liền sau đó nấm mộ mới đắp kia tách ra làm đôi và từ sau bộ bia lạnh lẽo đó có một bàn tay đang bị thối trồi lên rồi từng chút từng chút lộ rõ cái xác nữ mặc váy đỏ đang bỏ ra khỏi cửa quan cái sắc với cái đầu tóc bồ xù da rẻ phân hủy mạnh vẫn không ngừng rít lên phả vào không khí là một mùi đặc trưng ngai ngái và thối khắm đến mức lượm giọng cái bò trên mặt đất nhích từng bước khó nhọc lại gần phú cổ họng gào lên ai oán hai quần người lòi khỏi trầm rất ra nền nghĩa địa kéo dài thòng lòng bột đường canh tay giữa nát cao xuống mặt đất xới tung lên như luống cày phú ơi em đau quá dưới đất rồi bò gặm nhấm nó nào có tha em đất sâu nằm tất lạnh lẽo em đau lắm phú ơi đừng bỏ em phú ơi Cây xác cứ mỗi lúc một nhích dần lại phía cổ phú Mặt cổ phú đã tái mét Màu má khẩu chân tay cứng đờ Tim như ngừng đập Lúc cánh tay cái xác sắp túng được chân cổ phú Thì may mắn sao phú bật được dậy Cuốn cùng vùng lên Phú không để ý từng phương hướng Cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy Phú đạp thẳng lên hàng hà xa số mộ bia Chỉ mong sao thoát khỏi kinh đề mà quái này một cách nhanh nhất sau lưng của phú có tiếng chân đạp trên nền đất phú không dám dừng lại hay quay đầu lên một giây cho đến khi mà tiếng chân đã biến mất phú nhận ra mình đã đến đầu con đường dẫn đến nghĩa địa cạnh nơi mà gã đứng có một cái chạm bơm nước của hợp tác xã chống tay vào cái cổng gỗ ven đường phú gặp bụng thở chối chết nhưng chưa hoàn hồn được giây nào thì tiếng chân nện trên nền đường lại vang lên phú sợ hãi quay đầu lại một bóng người trong bộ váy đỏ lờ lững đến trong màn sương đêm hai hốc mắt đỏ rực như dã thú mái tóc kéo dài lê chấm trên đất ánh trăng xuyên qua rặng che già lập lòe rọi vào khuôn mặt xám ngoắt cứu tôi với ôi làng nước ơi cứu tôi với lẫn chồng tiếng thở hồng hộp lẫn chồng tiếng gió vụt đầm vào cơ thể ngoài tiếng rú cứu mạng của phú còn có cả tiếng cười khanh khách tiếng cười của hồn ma càng lúc càng ghê sợ phú kiệt lực ngã nhào ra đất bộ váy đỏ chùm tới bó chặt thân thể của phú phú hét lên hay mắt nhắm chặt chờ đợi cái chết không cam lòng của mình nhưng không phú tràn tỉnh khi nghe tiếng của thảo gọi phú phú ơi anh sao vậy phú mở mắt nhìn vợ rồi lại co lại theo bản năng sau khi mà trải qua giấc mộng kinh hoàng hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ Phú vẫn nằm trên giường bên cạnh Thảo. Trong chính cái phòng ngủ dán đôi chức nghỉ đỏ rực, Phú cố gắng chấn an, nhưng giọng hỏi gần như đất lạc cả đi. Mấy, mấy, giờ rồi em? Thảo liềm đều giả bộ giận dỗi. Ba giờ, đúng ba giờ sáng, mà anh mơ thấy cái gì mà gào ẩm lên như thế, em lại tưởng là anh bị ma nó bắt hồn chứ. Thôi nằm ngủ đi anh còn sớm lắm. Phú ẩm mơ lúc này rồi ngả lưng xuống giường, Thảo vùi đầu vào trong chăn vì Phú không cho tất đèn. Phú cũng co lại trong chăn, vòng theo ôm vợ nhưng cảm giác sợ sệt dâng lên trong tâm khảm. Những ám ảnh kinh hoàng về giấc mơ kinh khủng vừa rồi đè nặng trong tâm trí của gã. Trong đầu của Phú vẫn xuất hiện hình ảnh gây sợ, mùi thịt thối và máu mồ hôi tanh làm cho gã lượm giọng. Sau đêm kinh hoàng đó Phú ốm suốt ly bị cả tuần. Cả ngày Phú kêu mỏi cổ với nặng chân tay Suốt một tuần Thảo chỉ ngồi đấm bóp cho chồng Nhưng vì bản tính tiểu thư Cho nên chẳng mấy hôm cô tỏ ra rất không vui Và thoái thác việc chăm sóc Phú Sau mấy ngày nằm bệnh Thân thể của Phú đã phở phạt Cá lo sợ nhưng lại không dám nói ra Như thường lệ Cứ qua cái dần sang ngày mới thì cảm giác trần lại thì cứng, nặng trịch đã khiến cho gã tỉnh giấc. Phú gọi vợ dậy từng tiếng thiểu thảo, nhưng lại không thích Thảo trả lời. Phú khó nhọc mở mắt, tính với tay xuống tự đấm chân. Nào ngờ khi mà hắn vừa mở mắt ra, thì liền thiên hạ đang ngồi trên chân của hắn. Đầu của hạ cúi gục xuống, tóc tài rút rượi ra. Phú như là bị á gầu, tiếng hét lên đến cổ họng thì bị nghẹn lại không thể nào có thể thốt ra được. Phú như bị tụt lưỡi ú ớ không nói được thành tiếng. Tay của gã chỉ run rẩy về phía của hạ bóng đèn ngủ dọi qua màn in lên người của hạ từng vệt xẻ ngang dọc màu đèn ngủ hắt sáng ánh vàng càng làm cho da xám ngắt của hạ hiện lên trước mắt phú rõ rệt hơn hạ từ từ ngẩng đầu xe ánh đèn nửa khuôn mặt đang bắt đầu thối rữa nửa bên kia là một đôi chỗ da rẻ thâm tím từng mạng từng mạng làn da xám đang bỏng chốc lộ lớp thịt nâu nhạt bên trong lớp thịt bốc ra một mùi hôi thối cực độ cánh tay co quắp đan sen từ từ vươn về phía của phú cộng với chàng âm thanh thất tục như là vọng về từ một cõi nào đó thầm thầm phú ơi sao lại bỏ em phú ơi phú hoàng kinh tột độ mạch máu não càng liền hít cỡ khiến cho gã đầu đớn phú cố gắng vòng vẫy nhưng vô ích cánh tay nám màu đen đang lần mò bụng của hắn nằm ngón thon dài trượt trên quần cổ của phú khuôn mặt vặn vẹo dí sắt vào mặt phú làm cho thứ mùi chuột chết đó càng sộc lên đến tận não phú ngả thờ đến trận mắt dồn hết hơi tàn gã cố gắng vùng dậy bóp lấy cổ của hạ và bóp lúc này vừa hết lên mày chết đi cái đồ ma quỷ chết đi lực tay của gã xiết mỗi lúc một mạnh phú lên cơn như là người điên mất đi lý trí gã chỉ biết là kẻ gã đang muốn giết chết là hạ bỏ ra phu bỏ em ra âm thành đất quãng đầy khó nhọc Thảo liền trần trừng mắt vùng vẫy khi mà chồng đang bóp cổ của mình khuôn mặt dữ tợn này thảo chưa bao giờ nhìn thấy cả đối với thảo phú chính là một chàng trai thôn quê đẹp trai hiền lành chân chất vậy mà sao đêm nay bao nhiêu nét nành ác đều dồn lên cư mặt phố vẫn điên cuồng xiết lấy cổ của vợ gã nghiến răng để mạnh thảo xuống giường hai tay siết chặt lấy cổ của Thảo. Thảo ứa vài tiếng rồi ngất liệm, lúc này Phú mới giật mình. Gã thở dốc nhìn lại hai tay của mình đang gầy chặt lên trên cổ của Thảo. Phút sợ hãi bật dậy sau khi mà hai cánh tay tứ máu vì những vết cào của Thảo. Tay của hắn run rẩy sờ lên mũi của vợ, phát hiện hơi thở của Thảo đã không còn. Phút sợ quá xông ra khỏi màn, ngã hủy xuống đất. Phú hét lên sợ hãi Ông bà cả thắng nghe tiếng hét cũng chạy tới rồi đập cửa. Phú, có chuyện gì vậy? Mở cửa cho bố mẹ. Phú nhìn Thảo nằm bất động trên giường mà mặt cả đã tái đi. Phú run rẩy trong đầu lúc này. Chỉ lặp đi lặp lại ba từ giết người rồi, giết người rồi. Ông bà cả thắng phó cửa xông vào. Ông cả thắng lao lại giường rồi hoảng sợ ngã ngồi trên đất. Trên giường cạnh đống chân nệm rối nổi. Thảo chít trận mắt cổ hẳn lên dấu tay, đôi mắt vô hồn nhìn chồng chọc, chọc, lên trần nhà. Ông cả thắng bỏ lít đến chỗ cửa phú, lúc này gã đang co giò ở góc nhà, hai tay ôm đầu mồm làm nhảm. Ông cả thắng sức vai con trai. Chuyện gì đây? Mày nói tao nghe, sao mày lấy giết người? Có, ma, mà, có mà đấy. Bà cả thắng nãy giờ ngã ngồi ở cạnh giường siêu hồn lạc phách. Bây giờ nghe con trai làm nhảm và sợ hãi bỏ lại. Phú ơi, tỉnh lại đi con, Phú trần chừng hai mắt mồm nắp bắp Giết nó, giết nó Hạ, ma về Vốn là người đồng bóng Đã nghe con trai nhắc đến hạ Bà cả thắng sớm đã khiếp vía Ngay trong đêm ông bà cả thắng Vội đưa con dầu lên chạm xá Cứ may mà Thảo chỉ vì thiếu oxy Cho nên ngất đi tạm thời Cả nhà Phú thờ vào Cha của Phú tức giận chỉ gã là cái loại nhát gan Suy nghĩ cho lắm rồi lại nghĩ đến chuyện điên rồ bà cả thắng xót con cho nên đỡ lời thôi may mà chưa có việc gì nghiêm trọng ông bé bé mồm thôi kẻo hàng xóm nó nghe thấy lắm đưa nó lại ngứa miệng nó đồn lên tai vách mạch rừng à có gì nhà mình đóng cửa bảo nhau sáng hôm sau chờ cho chồng đi vắng bà cả thắng mới hối con trai lấy xe chở mình ra gõ cửa nhà thầy để xem vận hạ gia đình ra làm sao rồi thân thể vẫn tê dần song phú vẫn phải miễn cưỡng chở mẹ của mình đi Chiếc xe Honda đưa hai mẹ con đến một căn nhà cũ kỹ, nằm sâu trong cánh rừng cách làng tầm hơn chục cây số. Chiếc xe máy mọi ngày chạy ngon ơ, lại mới thành nhớt, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay cứ đi được một đoạn thì lại chết máy. Mười mấy lần như vậy mới không giờ khỏe. Vì căn nhà nằm cách bì rừng một đoạn đường đất nhỏ hẹp, gồ ghề sỏi đá, hai mẹ con của Phú phải gửi nhờ nhà dân trước khi tự mình đi bộ đến nhà thầy. Thời gian lúc ấy đất đổ về tầm 11 giờ trưa, dọc theo con đường đất ngoằn ngoèo, hai bên um tùm cỏ dại. Càng tiến sâu vào bên trong, càng thấy ánh sáng ít đi. Cảm giác lạnh lẽo từ từ ngấm dần vào trong người. Hai mẹ con cầu Phú phải đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đó là một căn nhà bà dàn cũ kỹ, châm vá siêu vẹo. Bà cả thắng tiến vào trước, Phú miễn cưỡng theo sau, phiền nằm ở dưới rừng cây cao rượu vời, nền không khí bao quanh căn nhà âm u và lạnh lạnh. Mở cửa cho mẹ con của Phú là một người đàn ông gầy gò, cơ bộ dâu kỳ dị. Chưa kịp để cho bà Phú cất tiếng nói, ông cổ đã chỉ thẳng vào Phú rồi phấn một câu. Thằng này sắp gặp hạn lớn rồi. Bà cả thắng tái mặt chấp tay kính cẩn rồi nói bẩm thầy chẳng hay con trai của tôi gặp phải nạn gì hả? Ông cổ chẳng thèm nến năng tay vẫn trỏ vào mặt của phú mồm vanh vách nói. Tham phú phụ bẩn, ham ưu vinh mà đã gây nghiệp sát sinh. Không chỉ thằng này gặp họa, e là cả nhà bà cũng khó mà sống yên Phương nghe xong chân tay của mình buồn rộn, cả ngã ngồi xuống đất, cả người run lên bẩn bật. Bà cả thắng sợ méo cả mặt, hết lời phan xin đông cổ cứu giúp. Ông cụ nhìn thẳng vào mắt cổ phú rồi nói Nhà mày ác độc lắm Cây thứ cho ta không cứu được Mẹ con mày về đi đừng có phiền tao vô ích Nói rồi ông cụ xoay lưng về phía hai người Ý không muốn tiếp nữa Hai mẹ con cổ phú hết lời lạy lục Xong nghĩ ông cụ đã quyết Cực chẳng đã cả ngày đành thất thiểu rời đi Bóng của hai mẹ con vừa khuất sau hàng dâm bột Thì một cơn gió mạnh thổi sập lên mỗi ấm mốc sọc thẳng vào mũi ông cụ vẫn nhắm mắt chỉ nói vọng ra sau chuyện gì thì nên buông bỏ thì hay buông đi tránh nghiệp để nghiệp kiếp này khổ kiếp sau lại càng khổ hơn nhà mày phải nghĩ cho đứa bé thì khóc di dị khẳng đụng văng lên đầy sự lạnh lẽo văng vẳng như muốn lột ra dốc thịt người nghe gió thổi ào ào hai đợt sau đó im lặng tới cây người ông cô lắc đầu thở dài sau đó ngoái đầu nhìn lại nơi bàn đá cạnh sân nhà mảnh giấy bà cả thắng ghi lại địa chỉ vẫn còn nằm đó hai mẹ con về đến nhà đã gần tối mấy nhà xung quanh đất lên đèn chỉ riêng nhà phú là tối om phú ngồi bằng mạnh để ghế sofa nhớ đến thảo gắn lại thấy có lỗi đột nhiên phú thấy giấy mông của mình cồm cộm thả mòn đưa tay cầm lên phú ngay lập tức kêu thét lên và ném ngay vật trong tay cái lọ thủy tinh bằng ngón tay cây rơi đánh cạch xuống nền nhà, lần lầm lốc và gầm tủ. Phú bàng hoàng nhớ đến cuộc gầm cuối cùng tại bến sông Trăng, cách đây đúng ba ngày trước khi gã làm đám cưới. Hôm đó Phú thất tiểu đi ra nơi hẹn thì đã thấy Hà đứng đợi sẵn. Đang chìm đắm trong đau thương, Trần Hà mở trong mắt vì cảm nhận được một hơi ấm rất quen thuộc, đang chạm vào tay của mình. Thất thần quay đầu lại Hạ liền dấm dứt khóc. Phú, anh đến với em rồi hả? là phú bằng xưng bằng thịt tình cảm chân thành làm bản thân không thể khống chế hài nhào vào trong lòng của phú rồi khóc giọt nước mắt tuổi hần kinh như vậy lăn dài trên khuôn mặt rơi xuống ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi màu trắng phú ôm ghì lấy tấm thân nõn nà của hạ con tim mong manh nhỏ bé vụt tên trong một niềm tin rằng gã đã trở về là gã của mười mấy năm qua mà hạ thương yêu tin tưởng hy sinh và giao phó Trả cho Hà bình tâm thì Phú Âu sầu bảo, có thai rồi hà em, đã chắc chưa? Vâng ạ, à, ba tháng rồi, em phải giấu cha mẹ đi khám. Đúng ba tháng anh ạ, à. mấy hôm nay em đã bị nịt bụng chặt lắm, vui đừng bỏ mẹ con em. Sao mà được chứ, em làm thế là giết anh rồi phá thai đi. Cái gì? Anh bảo cái gì phá thai? Em cũng biết mà, anh sắp lấy vợ anh đồ khốn nạn. Mày là đồ khốn nạn? Nếu mày đã cạn tàu gió mang đến thế Con ta tao nuôi Sao này mày nhất định không phải là bố nó đồ khốn nạn Hà nói hết rồi ôm bàn khóc và chạy đi Sợ tao chuyển vụ đất này ra một ý định tàn độc Gã chạy theo vật hạ ngã ra đất Móc trong túi ra một cái chai thủy tình Có chứa một dung dịch sổ thai phu đèn nghiến lên hạ Đôi tay rắn chắc bóp chặt miệng của hạ đổ vào Mặc cho hạ vùng vẫy Lò thuốc sổ thai đất cạn sạch đêm đỏ phụ đã ném thẳng cái lò xuống sông cái lò dán quanh bằng một mảnh giấy in chi chít chữ trung quốc làm sao phú nhầm được nhưng tại sao giờ này nó lại nằm lù lù ở đây Nhớ nhắc nhở phú về đêm trăng ai oán hôm ấy đêm này ông cả thắng có việc dưới tỉnh không về thảo vẫn nằm ở trạm xá đừng một bà tím trong họ trông non. còn lại hai mẹ còn phú cả ngay đành thức trắng không ai dám ngủ vì sợ oan hồn của hạ ghé thăm. Nhưng đêm đó và một tuần sau, chẳng có sự gì lạ xảy ra. Thảo cũng về lại nhà may mắn sao không để lại thương tích. Nhưng từ hôm về nhà Thảo luôn nhìn chồng bằng một con mắt khác. Ngay cả bản thân ông và cả Thắng cũng nhìn thấy con dâu của mình có điểm gì đó rất lạ. Đôi mắt của Thảo không còn lanh lẽ như trước. Thay vào đó là một cái nhìn lạnh lẽo đến vô cảm nhiều lúc trong đêm khuya bất chợt tỉnh giấc, Phú lại thấy vợ của mình đang ngồi bên cạnh. Thảo xóa tóc nhìn chằm chằm vào Phú, làm cho Phú sợ đến không dám ngủ nữa. Phú chân an bản thân rằng vợ vẫn còn giận mình vì vụ việc hi hữu hôm đỏ. Vì lẽ đó gã kéo vợ nằm xuống miệng thủ thì Vợ, cho anh xin lỗi việc hôm trước. Bất thình lình Phú thích là vì mùi tóc của vợ hôm nay bốc ra mùi hôi không thể tả dù ban ngày thảo rất chăm gội vừa đưa tay lên vén mái tóc đằng chờ kín mặt ra phú bị dọa cho đến bật ngửa người dưới ánh đèn ngủ hắt trực diện người mà phú ôm ấp không phải ai xa mà lại chính là hạ khuôn mặt của hà bong chốc từng miếng thịt hai mắt ẩm ra hai dòng máu đỏ rồi bỏ nhung nhúc bỏ ra trong miệng dọa cho phú hết lớn rồi bỏ chạy phú chạy cắm mạnh ra đến phòng khách chân tay như muốn rụng rời cái thở hồng hồng chán ướt cầm mồ hôi. Ở bà cả thắng đang uống nước trong phòng khách, thấy con trai mặt mày tái mét đi ra thì vội hỏi, là có cái chuyện gì thế? Phụ miễu máu mắt đầm chiều nhìn vào bên trong miệng làm nhảm gọi tên của hạ. Khỏi phải nói bà cả thắng hiểu ra ngay. Vậy mà lời ông cụ hôm nào phán đúng, rằng hạ chết oan. Hồn đã hóa quỷ tìm về con trai của bà thật. Bà cả thắng quyết cầm chịu ngồi yên, để con quỷ kia phá vỡ hạnh phúc con trai của bà khi sống còn không thể chứ đừng nói là khi đã chết sáng hôm sau bà cả thắng lên tỉnh thỉnh một thầy cúng về vừa mới đến nông thầy đã đi một vòng quanh xem âm trạch lúc đi ngang qua phòng của hai vợ chồng phú ông dừng chân một chút ông ta móc trong túi ra một cái la bàn rồi bước vào phòng đoàn dừng lại ngay ở bên cạnh cửa sổ chê thật Âm chạy của nhà này đúng là họa hại, sinh môn khuất thế này, bảo sao tà khí trà tụ được ở đây. Bà cả thắng chắp tay lại vị kia. Lại thầy có cách nào thầy giúp nhà con với? Ông à thầy kia liền gật đầu tư lự. Tội nghiệp này nặng lắm, cả nhà bà bội ước lại ép nó phá đi đứa con trong bụng. Đúng là nghiệp chướng vần thằng này mà lấy con bé đó thì dòng họ phất lên ba đời nay lại gián tiếp gây ra cái chết thì cũng tự chặt đứt đường tiền tài. Vận hạn hung ghét thế nào ta cũng chẳng nắm được. Ông thầy kia vừa nói xong cả nhà ba người quỳ sụp xuống. Phú thị sợ tới không nói được nên đời. Các không ngờ được rằng mọi việc đã đi tới nước này. Thôi hôm ấy thầy cũng thể theo lời cầu xin của gia chủ mà lầm bàn lễ tại nhà của Phú. Ngoài đồ lễ hương hoa giấy tiền, thầy còn à, sai lấy thêm một nắm đất nghĩa trang bỏ cành roi mây và bày lên cây nến trắng từ lúc thầy đến nhà tới lúc bày lễ xong thảo ở trong phòng cứ liếc mắt nhìn qua theo từng hành động của thầy đàm lễ vừa bày xong thầy cũng đột ngột xông vào đèn nghiến thảo ra nhét ngay một lá bùa màu đỏ được quấn bằng chỉ tầm chu sa chân còn mắt ngỡ ngàng của cả nhà bà cả thắng sao sao đấy thầy Phong quỳ nhập vào con này Ta biết từ nãy nhưng mà giả bộ không hay để trị nó Nghe thầy nói lớn cả nhà ông cả thắng sợ run người Lá bùa vừa nhét vào mồm thảo đột nhiên co giật lên hồi Mồm gạo lên đau đớn sợ đó cuộn lại nằm dinh nền nhà Tóc tai của thảo xóa ra Bỏ rãi nhéo ra ngay bên mép cực thi thầm. Thầy cũng đốt bàn nén hương gặp người vái bầy vái trước mâm lễ, mồm lầm bầm đập chú, trên mâm lễ có đặt một hình nhân bằng giấy sau đó lội trong túi ra một lá bùa đem dán lên đầu của con hình nhân lại lấy đất ghế trang trộn với nước tạo thành chất bùn đặc sệt và chất hít lên ngũ quan chân tay vào hình nhân với con dao sắc lẻm ông thầy cắt một đoạn tóc trên đầu của thảo đem quấn quanh cổ hình nhân rồi lại bị đặt lên mâm lễ tiếp tục lên nhằng khấn vái chừng nửa tuần nhang trôi qua Ông thầy lấy con dao bàn nãy hơi trên khói, đang bốc lên mờ mờ. Đoàn kéo quân đỉnh nhìn xuống và đâm mạnh con dao, rạch ngắt bụng của nó. Thảo đang nằm ở dưới đất trượt giật này, sau đó thì gào lên đau đớn. Dao được rút ra khỏi nghịch nhân, thì trên mặt đất Thảo quằn quại, ông ra một ngộ máu đen ngòm đặc xịt. Thảo rút lên thảm não rồi lại đổ ập xuống, mồm văn vị những tiếng gào gào như là bị mất cục đờm ngang cổ đau quá mà kể cho thảo đang có quáp tiếng niệm chú văng lên văng vẳng khói hương lượn lờ trong phòng không thoát ra được liền tụ lại khiến cho cả đám cây xè mất mũi căn phòng u ám nóng nực âm thanh đập chú cứ văng vẳng sau vài phút thảo hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra từ trong cơ thể của thảo một bóng đàn bà từ từ thoát ra vật lộn đầy đau đớn đó chính là hạ Hà thống cổ gào khóc ra thịt đống bộ mỡ thoát ra. Từng chỗ trên người của cô phân hủy bong chóc, hai mắt của Hạ ầm ra ngay dòng máu. Cả khuôn mặt sắm hoắt lờ loét Từng màng thịt chảy xệ tới lộ cả xương. Mùi máu mổ hôi tanh làm cả nhà ông cả thắng nôn hòe. Mùi nhang gọi cũng không chấn áp nổi cái mùi thối này. Thầy cũng ném ra hai lá bùa miệng độc chú. Hai lá bùa bốc lửa cháy bừng lên, nhanh chóng thiếu đốt hồn ma của Hạ hà gào lên thảm thiết thân ảnh tan đi như làn khói thêm một lá bùa định hồn đừng ném ra linh hồn của hà bị kéo tuần vào bên trong cây hũ sành không chậm trễ thầy cũng lấy ra hai lá bùa khác đâm đánh cháo vào nhau phong ấn phong linh trong hũ lại công kiến mấy tiếng đồng hồ mây xong bên ngoài trời đã sầm tối thầy cũng nhận tiền công xong thu dọn ra về Phụ cũng vội vàng đưa thảo xuống trạm y tế thăm khám Vậy mà mọi sự đã thành Hồn mà của Hạ mãi mãi không thể ám ảnh gan được nữa Phụ vẫn nhớ tiếng Hạ và vẫn nghe văng vẳng bên tay Tiếng quảng Hạ kêu gào Thế nhưng trong lòng của gã ngoài sợ hãi Thì không còn bất cứ một cảm xúc nào Phụ thấy bản thân chẳng sai ở đâu hại chết là do ngu ngấp Chứ gã chẳng hề có liên quan Các công việc gì phải hối hận Nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, Sau khi tỉnh dậy chẳng hiểu sao thảo nặng nặng đòi về thành phố nhất định về một mình và đòi làm giấy từ hôn hóa ra trong một lần tình cờ khi ông bà cả thắng và phú có việc đi vắng có đám trẻ con gõ cầm xin lại trái bóng mới làm rơi vào sân vốn quý trẻ con thảo đem trái bóng trả lại cho đũ trẻ và gọi đám ấy vào cho kẹo xong đám trẻ nhất định không chịu một đứa bé nhất chỉ tay vào trong nhà rồi bảo có cô nào đứng ở trong nhà kìa cô ơi ta quay lại nhưng chẳng có ai mà cả năm đứa trẻ con đều khẳng định làm cho Thảo bán tín bán nghi. Thảo tò mò xem hình dung tướng mạo cô gái đó thì cả năm đều miêu tả như một và một đứa lớn độ 8 tuổi khẳng định đó là cô Nhật Hạ, con gái của ông bà năm gù mới chết. Không kể từ đây bí mật tham vũ phổ bệnh của phú bị lật tẩy trong sự ngỡ ngàng của Thảo. Ngày trời đó Thảo nhà đám trẻ con đưa mình ra thăm bộ của Hạ và cũng chính từ lúc Thảo thấp cho Hạ nén nhang cũng là khi vong linh của Hạ nhập vào. Để rồi giờ đây khi hồn đã thoát xác Thảo kiên quyết tự hôn với các đàn ông bội bạc đi hẹn. Mặc trong bà cả thắng và chồng hít lời khuyên can Thảo để lại đơn ly hôn rồi một mạch gọi xe hơi của gia đình đến đón. Phút chốc tưởng như mọi sự đã an bài ngờ đâu lại vỡ lở sau lần ấy Phú đầm ra chén trường ngày ngày lao vào bia rượu bà cả thắng khuyên con thi lại công chức xong đầu óc Phú lúc này chỉ chìm trong say rượu ông bà cả thắng cả làng thì bị dân làng rẻ biểu sỉ nhục vì thói bạc bẽo có chăng quên đèn băng đi một tuần sau cơ bà hàng nước ở đầu làng vào vay 5 triệu tiền lãi trong lúc câu chuyện thì bà hàng nước kể cách đây một tuần công lão thầy cúng Chả hiểu đi cũng thế nào mà lại va quẹt phải cái ô tô Ngay ở ngã ba lên huyện Hai bác cả Chính tay vợ chồng tôi đã đưa vào viện Bà cả thắng ngầm bờ chẳng để tâm Xong bà hằng nước lại tiếp Ông ta đúng là người kỳ lạ Cái lúc ông nghe ôm theo cái hú sành bằng gỗ màu đỏ Với cái một cái tay nải là hành trang Cái hũ vỡ tan tành Ông thầy cúng ngay chân tay sức sát ấy vậy mà chẳng quan tâm Cái chừng mắt nhìn vào cái hũ rồi làm nhảm cái gì đó là chết chết Thôi tôi xin tôi về Tháng sau gốc lãi tôi gửi đủ Bà cả tháng méo mặt nhìn trầm Phía sau nhà Trần có một tiếng cười khanh khích vọng đến Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.